vận động viên xe đạp chuyên nghiệp tá hỏa vì bị một lão nông bám sát nít. Trong những ngày qua, vận động viên xe đạp Rigoberto Urán đã tập luyện rất tích cực để chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh thường xuyên rong ruổi trên khắp các con phố tại Antioquia ở Colombia. Vừa qua, Urán lại xách xe ra ngoài đường để thực hiện công việc thường ngày của mình. Tuy nhiên, lần này, anh bất ngờ chào đón một vị khách đặc biệt. Vận động viên 33 tuổi chia sẻ, anh đang chạy xe bấm giờ thì mọi người nói với anh có ai đó đang đua sát nút phía sau. Lúc đó, anh đang chạy với vận tốc 45 km/h. Sau khi chứng kiến câu chuyện được Courier người Colombia đăng tải, dân tình đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ tới nhân vật bí ẩn kia. Hãy tưởng tượng nếu Urán cũng đi một đôi giày như thế, đạp một chiếc xe nặng hơn như thế và lại còn đeo vật nặng sau lưng, anh ấy chắc sẽ khó để đạt được vận tốc đó.